cẩn thận khi nhuộm tóc tại nhà. Trời ớn quá trời. Mẹ, cà phê sữa của mẹ nè. Ừ, cảm ơn con. Dạ. Chào mọi người. Ủa? Ủa chị? Chú Phúc. Dạ. Cà phê. À quên, gu của chú là cà phê đá đúng không? Cái này cà phê sữa. Thôi để tôi xuống tôi pha cho chú ly khác nha. Dạ khỏi chị. Em đổi gu rồi. Em thấy uống cà phê sữa nó béo, nó ngon hơn chứ. Vậy để con xuống dưới con pha ly khác. Ê khỏi khỏi khỏi. Nè con uống ly này đi. Mẹ ăn ổi, mẹ em ăn ổi được rồi. Dạ. Ủa hôm nay chị đánh hả? Ủa chị sao vậy? À, tại vì hơi bị bất ngờ á, lần đầu tiên em con nó quan tâm tới con á mẹ. Trời, có gì đâu. Mình là chị em một nhà mà, đúng không chị? À. Phúc, Phúc. Dạ. Ngay con có bị gì sao không vậy? Dạ đâu bị đâu mẹ. Cà phê chị pha hả? Ngon ghê á. À. Thằng nhóc này, bữa nay nó bị sao vậy ta? Sao tự nhiên nó lại quan tâm tới mình như vậy? Hồi sáng nó còn lớn tiếng với mình nữa mà. Chuyện này lạ à nha. À, hay là nó định nhờ giả mình cái gì đấy? Đúng rồi, vậy nên nó mới lấy lòng mình. Ok, để coi cưng giả tạo được đến bao lâu. Chị sẽ không để cho cưng đạt được mục đích của mình dễ dàng như vậy đâu. Ok. Ủa, anh là con của bà Năm. Sao anh ở đây? Anh ơi, dậy đi. Khát nước quá. Bí mật đó là bây giờ không phải trong nhà bà Tám Gai, cái xác bà Tám Gai không, tôi hiểu chưa? Mà trong này có một cái bí mật rất là quan trọng, hiểu chưa? Hôm nay là mày định tới đây ghép vô tội gì nữa phải không? Không, không. Phải không? Ê, không, không? Phải không? Không có, không có. Hả? Nội mới về. Chú mới về. Học về rồi đó hả? Dạ. Sao đói bụng không? Đói nội. Dạ. Sao ông Minh cái mặt buồn hiu vậy? Phải tại Vũ My không? Dạ. Yên tâm đi, từ từ nó sẽ gọi điện thoại cho con. Đi học về rồi hả tụi con? Dạ, dạ. Bây giờ á mọi người lên tắm rửa nha, xong rồi rửa tay sạch sẽ, xuống dưới làm bánh bột lọc phụ mẹ. Ok. Rửa hả mẹ? Sao bánh bột lọc hoài vậy? Nè, bây giờ tụi con ai cũng lớn rồi, phải phụ mẹ chứ. Hả? Nè, mấy đứa mới đi học về mà, để mẹ phụ cho. Mẹ ơi, bây giờ tụi nó lớn rồi, mình phải tập kỹ năng cho tụi nó làm việc nhà đó. Ok. Tụi con ok không? Con ok. Ok mẹ. Long. Cháu ok. Mẹ ok mẹ ha. Còn chú Phúc? Nó không thích bánh bột lọc. À, làm cả 5 cái nhỏ nhỏ nhỏ, chắc là không mất nhiều thời gian đâu ha. Em làm được. Hả? Hả? Ủa? Vậy mọi người chuẩn bị nha. Tôi xuống dưới tôi chuẩn bị nguyên liệu. Ok, ok, ok. Dạ. Mẹ. Dạ. Con không thích ăn bột lọc. Làm vậy chi vậy? Dạ, chỉ có 5 cái nhỏ nhỏ thôi. Với lại con đang rảnh mà. Thôi, chú đưa tay. Chú đưa tay. Sao lão vậy nội? Chú Phúc có bao giờ thích làm cái này đâu. Đúng rồi nội, bình thường còn không ăn bánh bột lọc nữa chứ đó mà làm. Nhà là nơi có Fami. Cố lên, cố lên. Nè mọi người cố gắng lên nha. À, 5 cái thôi. Mẹ làm không có giỡn nha. Thôi mà con. Chú
cô. Dạ. Chú nhanh lên nha, mọi người gần xong hết rồi đó. Em đang cố đây. Một cái nè mẹ. Đó. Cố gắng làm đẹp lên con, làm đẹp lên con. Dạ. Xong chưa? Xong rồi nè mẹ. Rồi, em xong. Con xong. Cả nhà ơi, bây giờ mình cho một tràng pháo tay cho người chiến thắng nè. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Mẹ ơi, hôm nay không khí gia đình mình vui quá, mình đi karaoke nha mẹ. Nhưng mà chưa thắng mà đi gì con. Không có sao đâu, vui là được rồi. Chứ lại gần nhà mình nó có cái tiệm karaoke mới mở, rẻ lắm. Đi thì đi. Dạ. Mẹ ok nha. Ok. Mở. Dạ. Ok. Ok mẹ. Con ok. Ok. Okay. Okay. Vô không thì à, ok ok. Được rồi. Để tôi đem bánh vô trong tôi hấp của chú trước nha. Dạ. Phúc. Dạ. Hồi nào giờ con đâu có thích karaoke đâu. À, tại vì lâu quá rồi con chưa được hát karaoke. Hôm nay được dịp đi hát karaoke cũng vui. Ôi, lên thay đồ đi karaoke. Karaoke. Đi đi đi. Ê bà đem bà đi hát. Ủa, dính kìa. Ủa nội, nội con hát một con à? Trời ơi, lại ngủ nữa rồi hả? Ủa, ai viết cái gì lên lưng anh vậy? Chỉ nhớ mình chỉ còn trong 10 giây. Mình phải ghi lại, nếu còn sống quên mất. Ủa, mình đang ở đâu đây? À, phải ghi lại, nếu không sẽ quên mất. À, thì anh Lực đã viết cái này lên lưng anh. Đây là manh mối. Cái gì vậy? Anh đừng cử động. Nó bị voi á, mắt đó. À, sao? Đây là manh mối của anh Lực đã viết lên lưng anh. Trời ơi, cái gì chơi kỳ còn viết lưng con chi? Anh nằm yên, để tôi báo cho công an biết. Hả? Dạ, thưa sếp, chúng ta sẽ có những manh mối mới nếu đọc được những gì mà thám tử Lực đã ghi. Dạ. Ủa, sao tự nhiên manh mối gì không ghi lên lưng tôi rồi bây giờ tôi phải về nhà nữa mấy ông ơi? Vẫn chưa được anh. Ủa sao vậy, thì manh mối ghi xong hết trơn rồi. Nếu bây giờ anh về á, thì anh không được tắm. Hả? Không được tắm? Rồi chụp hình cái lưng tôi rồi, giờ không cho tôi tắm rồi sao được? Bình thường tôi ở dơ rồi, tôi không tắm nó nguyên nhà tôi chịu gì nổi. Vì theo quy định á, thì chúng tôi phải bảo vệ vật chứng. Trời ơi, tự nhiên ghi lưng rồi bây giờ không mấy giờ có già ông lóc miếng da tôi ra ông để được không? Thôi, bây giờ để chúng tôi đưa anh về. Thôi được rồi, tôi về mình tôi được rồi. Không được, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Vậy thôi, muốn đi thì đi đi. Tự nhiên ghi lưng chi giờ tự nhiên tôi ở dơ luôn à. Dạ, thằng Luật á, nó ghi lại vật chứng trên lưng của người đó. Em không biết nó là cái gì. Bây giờ em phải làm sao? Hôm đó trước khi tụi cơm nhúng tay vô. Dạ đại ca. Ơi đã quá. Ờ, chào nội mới về. Chào con. Thưa ba mới về. À, đi đâu vui vậy bà? Trời ơi, đi hát karaoke, hát đã cái miệng luôn ông ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, vui lắm bà ơi. À. Ủa? Hả? Chồng con lên công an chưa về hả ba? À, chưa con. À. Nay có tin gì lạ không? Ủa chú Phúc? Dạ. Chú có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Dạ đâu có. Nhưng mà có. Ừ. Dạ, em có chuyện muốn nói với chị. Chị cũng nghĩ là em có chuyện muốn nói với chị. Em nói đi. Em nghĩ đây là chuyện riêng. Hay là mình đang ngoài kia nói chị hả? Mình biết ngay à, bắt đầu nhờ giả rồi đây. Ok. Dạ. Con xin phép. Con xin phép ba mẹ. Gì mà bí mật cái đóng cửa vậy không?
Trời đất, người trong gia đình không mà không chịu nói. Làm gì ra ngoài nó riêng, bí mật dữ trời. Chú có chuyện gì muốn nói với chị? À, dạ, thật ra chuyện em muốn nói tới... Chuyện gì? Tới Kim Chi đó chị. Kim Chi thì sao? Dạ, cổ... Cổ... Bị đuổi việc hả? Dạ, sao chị biết? Trời ơi, đạo diễn là bạn của chị mà sao chị không biết được? Dạ, nếu thì như vậy thì em khỏi cần phải giải thích chị ha. Là sao chị cũng chưa hiểu gì hết. Ờ, mà em làm gì em quan tâm dữ vậy? Em đừng có nói là em còn dương vấn vợ cũ nha. À, chị xin lỗi chú Phúc. Là tại vì chị biết là em không có muốn chị xen vào cái chuyện đời tư của em á. Chị mà lỡ xen vào rồi thôi, cho chị xin lỗi. Chị nói chuyện không vậy nữa đâu. Về cái chuyện này thì chị không ý kiến. Chị không ý kiến. Dạ dạ, đâu có sao. Chị em mình là chị em một nhà mà đúng không chị? Đúng rồi. Chị là chị dâu, em là em chồng mà. Dạ. Vậy em nghe nói chị là bạn thân của đạo diễn. Ừ, cho chị là bạn thân của đạo diễn, đúng rồi. Mà em nghe nói là thân, rất là thân đúng không chị? Đúng, rất thân luôn, rồi sao? Vậy thì may mắn quá. Dạ, chị có thể... có thể sao? Giúp ai? Giúp đỡ cho cô ấy được không chị? Hả? Giúp đỡ? Em cầu xin chị. Cái gì? Chú mới nói gì? Em cầu xin chị. Chú Phúc ơi, hôm nay thật sự trong người chú không khỏe đúng không? Chị đâu có. Trời ơi, chú không khỏe thì chú nói để chị bắt mạch cho chú. Chứ tự nhiên cái chú hôm nay chú đường đột, chú nói chú cầu xin chị, tự nhiên cái chị cảm thấy nó bị lạ luôn, lỗ tai sao? Dạ. Thiệt không? Chú cầu xin chị thiệt hả? Dạ. Nhưng mà chị không có quyền. Chị đâu có quyền. Không có quyền nữa mà thuê lại một cái người bị đuổi việc. Dạ, nhưng mà chị đúng rồi. Nhưng mà hôm nay là cái ngày đầu tiên chú cầu xin chị, cho nên là chị cũng sẽ ráng chị nói chuyện với bạn thân của chị để coi anh ấy có thể giúp đỡ được cho Kim Chi hay không. Chị xin lỗi chị hơi mắc cười. Có cần đi khám không chú? Chị bắt mạch được. Không sao, em ổn. Chị xin lỗi, chị hơi đường đột. Cảm ơn chị.